Tân quán bắt. Ồ, có này bún lạng. Ha. Bún lạng phế luôn. Cứ trắng hả? Dễ. Cán bự quá kéo không nổi hả? Rồi có phân nữa nha, cảm thấy từ xa. Rồi, xin chào cả nhà luôn nha. Chúc con nhà một ngày mới vui vẻ. Hôm nay tới ngày thứ 7 nha. Hôm nay thấy trời nắng quá trời ngon rồi. Rồi mình giờ mình cũng thăm cái đầu tiên luôn cả nhà. Hôm nay mình đi với bà xã nha. Chào cả nhà cái bà xã ơi. Rồi bây giờ khu vực này cũng lên đầu như hai cái đó nha. Tới 7 nè, cái nào quên rồi. Rồi đây nè. Đi gọn cái nè. Không có thấy cái đá gì hết trơn. Ồ, làm như thấy nặng nặng cái nha. Chắc ngựa quá, không có thấy phân trắng nè. Rồi, con ngựa cái nè. Một em con ngựa đầu tiên nha. Đang tầm 4 lạng nè. Đưa cái 7 xí cô cho cái. Đắt hao, ở gần kia bắt chỗ này mất 7. Tiếp tục nữa nha, đi tính con cái nữa. Cái này mình cuốn ra để đeo hắn được. Tại vì chủ ta đang làm hàng rào, ta để cột quả hết trơn. Cái nào quên rồi. Thấy này mình dời ra luôn. Cái vấn điểm mới mình có phần nha. Để phải không nè. Hành mini cái này. Này cỡn lạng. Này mình dời luôn rồi. Để đây cũng được. Rồi, trước này cũng có một cái luôn rồi cái này. Dời luôn nha. Xả đứng ngoài kìa. Nó trụ đá người ta dựng rồi hết trơn. Xả mình cầm nó nè. Một hàng luôn nè. Cặp đan nè. Dùng tải cuốn ra luôn. Để đây là chiến sau là dính bẫy vô cũng được nha. Tâm coi cái này nữa nè. Mình cũng đem ra luôn, không để được. Cái gì nặng nặng hết ta. Rồi hổ hành luôn. Chưa? Vô rồi mà sao. Cái nút đỏ nhỏ thấy nhảy chói nắng quá. Ít ít ít. Nhanh dữ quá. Con đó cũng trình kèm 3 lạng ạ. Vô coi. Vô. Nắng quá giậm thấy thế nào mà. Em. Cũng phải đi mở vẫn bên kia. Nhỏ. Con này nhỏ hơn con nữa. Đảm mẫu. Con này thả vô chuồng nuôi là quá ngon hết nè. Nhà ba này ba ngon chứ bộ. Ừ, không có chày chùa. Tôi không thấy cái máy nó quay như ấy như trơn vậy. Quay đợi đây rồi gọi hết tính. Nắng quá trời nắng. Đây cũng con cái luôn cả nhà. Hôm nay quá trời nắng luôn rồi. Thời tiết nó báo thì cả dính mình thì khả năng mưa 90 độ cả nhà. Rồi. Có phần nữa nha. Nè cả nhà thấy không? Làm từ xa có phần rồi nè. Phần trắng là biết hành nè cả nhà. Bự nhỏ chưa hay nha. Quá ngon rồi đó. Nặng nặng nha con ơi. Rồi. Cũng đỡ nè. Hành này cái hành gì vậy? Quá ngon nè cả nhà. Chào bá lửa luôn. Chào ra. Lên đây hòa mình bắt. Bảy xí cua cá chuột chưa kìa. Bảy xí cua nè cả nhà. Bảy xí cua lắc mình ra ngoài bắt. Có hành này luôn đó nha.
Trời phê luôn cả nhà. Nắng gì nắng quá trời nắng luôn à. Nắng chịu không nổi luôn á. Con này cỡ 4 lạng. Đầu tiên ta giọng cái cho nó cứ cất chỗ miền hôm ra hết rồi. Cái một. Chim chưa sát hết nha. Sát sát chút. Nắng mà tới nói chuyện là hết rõ luôn. Cái lon đi hả? Mưa thì nó mưa tầm tả luôn, thăm không được. Mà ổng còn lúa hết. Ổng nắng một cái một có thật á. Khét đầu luôn. Con cắn lúc nào nó ưa không có ít bò xuống lắm, nó bò lên nhiều, thấy không? Từng khoáng bắt. Ồ. Con này 4 lạng ha. 4 lạng phé luôn. Cười một cái coi. Bắt gắn bự không cười gì hết trơn. Con này có 4 lạng luôn nhì cái này. Con này là đủ chi phí tiền cà phê rồi tiền chuột lúa luôn cái nhà. 4 bao lúa nha nhà. 4 bao lúa. Chết cha tôi rồi. Cứt gà sáp là chết luôn, cứt gà sáp rồi. Ta thúi dữ lắm, hoành hành. Cái này tôi đặt bây giờ không từng dính luôn nè. Bốn chiến đó. Chiến này là chiến thứ tư. Chắc quất nữa gì vậy? Chắc quất nữa. Chắc chuột con. Cái nào dính thì dính thường xuyên nha. Bị gắn nó vậy đó. Cái nào nó không dính là rồi luôn. Là nó không dính luôn. Quá tệ. Tiếp tục không có nhà. Đi cũng có một cái này. Hồi nãy họ dám quay lên trên này. Mấy lần là mất không. Ừ. Về cũng 10 nè. Cái này khó lấy quá. Tay khó lấy nè. Thế nặng nặng lắm. Cái gì tôi chưa biết. Không ngựa nhỏ nha. Con này chắc thảo quá nhỏ xíu à. Và đây cũng có một cái luôn đó cả nhà. Bị người ta đúng nát hết chân cái chuối à. Chứ còn đẩy hơn nữa. Ồ còn nữa. Còn chắc dời luôn này chứ. Ủa thằng nó dính thắng vậy. Còn nữa. Được em gắn bà. Cũng ngon. Bắt hàng cùng khủng con quá trời đói luôn rồi. Hết nước luôn rồi. Nước uống hết chân luôn. 1k 2 cho chồng. Cứ trắng hả. Dễ. Gắn bự quá kéo không nổi hả. Rồi có phân nữa nha. Cảm thấy từ xa có phân rồi. Này, cái nhà thấy chưa? Có phân là có tiền nữa nha. Bự nhỏ chưa biết nha. Rồi, gắn này hên xui nhì cái nha. Từng gắn bự thôi. Kéo lên cái. Rồi, đây mình bắt với con hổ ngựa với hành nhỏ nãy luôn. Mình làm cái bé nữa nè. Từng gắn bự kéo không nổi. Ai ngờ đói quá hả? Đầu giờ mới nó lời cái đầu nó ra hết không? Từ ngắn độc hả? Bên mình ngắn độc ít có. Có cặp nông cặp nia thôi. Mấy da đen ít có, con nó nhì vậy. Dòm quá trời mọc luôn rồi cái đuôi kìa. Dòm cái đuôi quá trời mọc luôn rồi. Ừ. Lấy cái đầu lên. Con ngắn cái nó bò lên. Biết không? Hả? Rồi con nó 3 lạng rưỡi ok. Ừ. Cái đuôi giống cái đuôi bà ấy nhỉ. Người ta té nãy giờ. Ra cất luôn rồi kìa. Chuyện phố hổ ngựa phóng ra nha. Còn một em hành nhỏ nữa cả nhà, với một em ngựa nhỏ. Em ngựa nhỏ nó có nhỏ quá thả luôn nha. Bắt hành trước kìa.
ngựa mà nhỏ quá không có thịt thà gì đâu. Như hành thì còn sử dụng được, cái gì người ta mua nuôi, người ta không nuôi thì mình nuôi, còn ngựa ai nuôi nó. Ồ, gắn này cũng tốt dữ ha, không có chạy chùa luôn. Là anh em nào cần mua nuôi là ok luôn á, tại vì mình xài ly 8 ly á, nó không bao giờ kẹt đầu nha. Rồi chuột của mình xài chuột nhỏ nữa, một ký khoảng là 25-30 con á, nó không có cắn gắn được. Coi hậu ngựa này coi, cái chừng nó ra được gắn nha, nhỏ quá phải không, nhỏ quá, thả đi, phóng xanh đi, cột cái kia lại chứ rồi đi, cột cái lưới. Hồi quên quên, hồi nó ra mất cửa không kịp nó đó. Con ngựa nó thủ gọi kìa. Chính cứt tay vậy đó. Chạy vô lưới á. Nặng nhẹ vậy không? Thế cặp lỗ mình thăm nhanh nhanh chút á. Thích chuột hả? Thôi đâm gì luôn đi. Chỗ này hồi từng rồi cũng chết chuột quá, rồi bị kiến nhiều quá đó. Chết chuột luôn rồi.